Mười Khó xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại là Mười Khó đang đứng ở bên cạnh cầu Chánh Hưng. Và cô Mốm đã đẩy xe gọi đồ đủ ra và chỉ trong 30 phút nha. Và cái xe gọi đồ đủ của cô đã bán gần hết rồi các bạn. Các bạn coi nè, gần hết đồ đủ rồi nha. À, các bạn coi nè. À, cô bắt đầu bán từ 13 giờ chiều đến hết nha. Nếu bạn nào mà muốn ăn gọi đồ đủ của cô Mốm thì đến sớm nha. Chứ đến trễ là hết phần nha các bạn. Sau 30 phút bán chỉ còn một lượng nhỏ đu đủ bào thôi. Và ở này tôm nữa các bạn. Nhanh tay thì hết, chậm tay thì còn. Hiện tại thì có con gái của Mốm ra phụ bán rồi nha. Ớt nè. Các bạn có ớt rồi sẽ đẹp không? Đây, các bạn coi nè, tôm này thấy mình cô luộc ra cái màu rất là đẹp các bạn. Thịt heo luộc các bạn, thịt heo luộc này mình thấy đây là tai mui heo nè, nói chung là với lại ba chỉ heo nữa nha. Còn dưới này là đu đủ nè, cái đu đủ bào này được trộn với lá rau răm nha các bạn. Cô đang làm sẵn rồi nữa các bạn. Ngoài ra thì cô đem nước mắm rồi bán gần hết rồi các bạn. Cũng gần hết nước mắm luôn nha. Còn có máy chai trong này nha các bạn. Có rồi. Dạ có, nước mắm cho em. Anh kia thêm, xin thêm một bình nước mắm nữa. Nói chung là dù nghỉ băng ốc nhưng mà cô Mốm vẫn còn kêu nước chấm gây nghiện nha. Kêu nước chấm rất là ngon các bạn. Cô mới khai trương ngày hôm qua, ngày 19 tháng Giêng nha. Và hiện giờ thì cô bán đều tất cả các ngày. Cô bán từ 1 giờ chiều đến hết luôn các bạn. Còn nếu như các bạn mà muốn mua sớm á, thì hãy ghé nhà cô Mốm theo cái địa chỉ mà mình đã hướng dẫn ở video trước để các bạn tới mua nha. Ồ cô, chừng này là hết đu đủ luôn rồi à cô? Dạ. Mới ra là bán hết luôn các bạn. Chỉ trong vòng hơn 30 phút thôi nha. Hết luôn rồi các bạn ơi. Hôm nay là cũng muốn bán gỏi đu đủ là hết rồi này. Mình theo mình đếm lại còn mấy hộp ta? 1, 3, còn 6 hộp các bạn. Còn 7 hộp nha. 7 hộp cuối cùng. Và không biết ai sẽ là người nhận được 7 hộp này các bạn. Đó, còn thịt nè. Thịt với tôm còn nhưng mà đu đủ đã hết. Thì vì cô Mốm nói là mua đu đủ bây giờ cũng rất là khó. Hôm qua cô chỉ mua được cái 8kg và bào ra để bán thôi. Rồi gần hết rồi các bạn. Nói chung là đang chờ người mua, chờ người tới mua nha. Rất là
lệ đó các bạn. Còn à, hai con bảy hộp. Thì à, nói chung là ngày mai nếu các bạn đến mua á, thì các bạn đến đúng 1 giờ nha các bạn. Đến trễ khoảng 1 rưỡi là hết luôn á. Tại vì lượng khách mua gỏi đu đủ và con mắm rất là đông nha. Nói chung là con món bán ở đây là bị cái bà chủ nhà đại lý bia tươi 132 là nói các bạn, nó là bán gây ảnh hưởng bà không ngủ trưa được các bạn. Cho cô bán cũng đây rất yên lặng vắng vẻ thôi, mà có gì đâu phải nhiều người phải nói này nói kia các bạn. Ở trong là hôm nay á, hôm nay là cô dọn ra khoảng 40 phút 45 phút là hết sạch luôn các bạn. Lượng khách mua rất là đông nha, khách mua rất là đông các bạn. Thế bán gỏi đu đủ rồi bán nhanh hơn ốc nữa. Để đứng ở đây trên nắng. Ồ, anh Grab này kiếm nãy giờ luôn. Là anh mua cho khách à anh? Vòng vòng nãy giờ một tiếng không? Vòng nãy giờ. Ủa, anh từ đâu qua đây anh? Từ Nguyễn Duy qua đây. Từ Củ Chi. Nguyễn Duy hả? Ok, Nguyễn Duy gần đây. Anh mua hai hộp bánh mừng quá trời luôn à. Nói chung anh tới trễ xíu là anh hết phòng mua về luôn á. Cô để cho con một cái chai nước mắm nhỏ nha. Rồi để đó xíu con lấy. Mình mua một chai nước mắm về chấm rau luộc ăn các bạn. Tại vì nước mắm của cô rất là ngon nha. Mua về chấm rau luộc ăn. Rồi, bây giờ cô chỉ còn 5 hộp các bạn. Cô sẽ làm đu đủ với lại ốc thì cái nào cực hơn cô? Cái
chung mua đủ rẻ sướng hơn. Nhưng mà nó cần này cần cái găng đồng hồ chỉ biết hành vi. Dạ, nhưng nó nhiều công, nó nhiều công đoạn hơn hả? Dạ. Có làm cực lắm con. Dạ. Bà con mới. Hôm nay bán cái vui không? Vui. Tại con thấy chưa ra nửa đường nữa là má. Má đã gần hết rồi. Cần hướng nhất cho cái nhà biết nha. Bà có lao động không? Mấy vui không á? Khỏe. Má bán hôm nay như tuổi má bán? 57 tuổi. Vô 57 rồi. Đúng quá trời luôn. Đẻ quá trời. Đẻ quá trời. Mà chú có muốn năm mới mua mai bán đất. Chỉ còn có mấy trái ớt thôi. Còn 4 hộp, còn 4 hộp. Chỉ 4 hộp nha các bạn. Bây giờ em xin cái bút bút ra đây. Mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Nếu như các bạn mà ngày mai mà có mua hoặc là có mua muốn mua nước mắm ở gì thì đến 1 giờ nha để mua nha. Còn chậm trễ là sẽ hết phần luôn nha các bạn. Bây giờ là chỉ còn mấy hộp nè. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Mình xin chào tạm biệt. Một con mang về. Rồi, cũng món nha các bạn. Không, chứ. Vậy.